Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Công Tuấn cùng chủ trì hội nghị. Tại đây, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã góp ý chi tiết nhiều nội dung của dự thảo luật đất đai sửa đổi, tập trung vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực, cùng nhiều nội dung quan trọng khác của dự thảo luật. Một trong những khó khăn hạn chế hiện nay đối với lại thành phát triển đó là cái khơi thông nguồn lực, trong đó có nguồn lực đất đai rất là lớn qua những kết luận thanh tra của chính phủ. Nếu như mà luật lần này chúng ta sửa đổi bổ sung mà có những cái giải pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn thì là tạo điều kiện để phát triển cho các địa phương nói riêng và cho đất nước nói chung. Do vậy cái nội dung này cũng đề nghị làm sao thứ nhất là phải thống nhất đồng bộ các luật, thứ hai là phải tập trung và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Xin đề nghị điều chỉnh nội dung tài khoản 4 điều 83 thành như thế này, tức là khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành thì người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chấp hành quyết định thu hồi đất. Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước theo chúng ta hiểu đó là bản chất là mệnh lệnh hành chính. Khi ban hành quyết định thì quyết định có hiệu lực thì các tổ chức cá nhân phải có trách nhiệm thi hành. Vì vậy không nhất thiết là chúng ta phải để cụm từ là phải có phương án bồi thường tái định cư vào trong cái cụm từ đó để tránh các vấn đề phát sinh trong quá trình thu hồi đất. Điều 122 thì đề nghị bổ sung nội dung cho phép chuyển quyền sử dụng đất từ đất nông nghiệp thuần túy sang lẫn trong khu dân cư đất ở. Cái này trên địa bàn và cũng có một khu chúng ta giải tỏa hoặc là một cái vườn ao của người dân thì có một vài miếng đất nông nghiệp trong lẫn dân cư thì chúng ta hôm nay chỉ dùng đất sang đó đất ở, nó phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cũng như quy hoạch chi tiết và phần hai ngàn. Dự thảo luật đất đai sửa đổi là đạo luật rất quan trọng, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, tạo được sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân.